Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay, người dân phát hiện ngôi nhà số 20, đường Châu Cầu, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã xảy ra cháy lớn. 6 người bị mắc kẹt trong ngôi nhà đã được giải cứu. Nhận được thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương điều 3 xe chữa cháy và 20 cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa. Ngôi nhà bị cháy có 2 tầng là nhà ở kết hợp cửa hàng bán hàng ăn sáng. Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đám cháy đã bao trùm tầng 1 và đang cháy lan lên tầng 2. Cửa nhà và cổng khóa có người mắc kẹt bên trong không thoát ra được. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã dùng thang leo lên tầng 2, tổ chức đưa được 6 người, gồm một cụ già hơn 80 tuổi, 2 người lớn và 3 cháu nhỏ thoát ra khỏi đám cháy. Sau hơn 10 phút, với sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, đám cháy được khống chế và dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.